Trong ngày tuyển sinh tại Thanh Hóa, ước tính có khoảng hơn 300 thí sinh nhí, sinh năm 2009 đến 2010, đến từ các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các cầu thủ nhí xuất sắc, tiêu biểu nhất thuộc các trung tâm đào tạo bóng đá, trung tâm bóng đá cộng đồng hàng đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và những tỉnh lân cận đến ghi danh. Đích thân giám đốc kỹ thuật GHP Zabella, tổng giám đốc học viện Nguyễn Hữu Thắng, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cùng đội ngũ huấn luyện viên của học viện đã trực tiếp tuyển sinh. Các thí sinh Thanh Hóa phải trải qua 3 vòng thi tuyển với nhiều bài thi kỹ thuật cá nhân, kỹ thuật thi đấu. Càng vào những vòng trong, các thí sinh càng phải thực hiện những bài thi, phần thi khó hơn, đòi hỏi cao hơn rất nhiều. Sau một ngày làm việc tích cực, các tuyển trạch viên của Học viện bóng đá Juventus tại Việt Nam tỏ ra khá hài lòng về chất lượng cầu thủ nhí tại Thanh Hóa. Đây là lần đầu tiên tôi đến Thanh Hóa tuyển sinh cầu thủ nhí cho Học viện Juventus tại Việt Nam. Tôi nhận thấy chất lượng các thí sinh năm nay khá tốt và chúng tôi rất hài lòng sau buổi tuyển sinh này. Thứ nhất, ấn tượng đầu tiên của tôi là cái công tác tổ chức ở Thanh Hóa ở cái phần bóng đá cộng đồng rất tốt. Từ sân bãi đến tất cả những gì mà để cho buổi tuyển sinh này gần như hoàn hảo. Và tôi cũng có một điều rất mừng là cái bóng đá cộng đồng của Thanh Hóa phát triển rất mạnh. Và có cái đặc biệt quan trọng là tất cả những cái cầu thủ đã ở giải V-League, đá hạng nhất của đội Thanh Hóa đều về làm bóng đá cộng đồng, đó là một điều rất tốt. Và cái chất lượng, như các bạn thấy đấy, cái chất lượng của các cầu thủ nhí là rất nhiều bạn tốt. Chúng tôi rất hy vọng nhiều ở cái đợt tuyển quân này U11 của tại đất ở Thanh Hóa. Và ở trong học viện chúng tôi cũng có rất nhiều em quê gốc Thanh Hóa đã và đang tập luyện tại học viện. Và với những cái gì mà thể hiện trên sân tôi thấy thì tôi hy vọng là sẽ chọn được rất nhiều em ở cái ngày tuyển chọn ngày hôm nay. Khi được trúng tuyển vào học viện Juventus thì hoàn toàn tất cả mọi chế độ các em được hưởng quyền lợi ở Juventus. Các bạn chỉ đưa mỗi người vào để nhập học thôi, từ học văn hóa, tất cả mọi chi phí ăn ở rồi có tiền lương phụ cấp là học viện Juventus sẽ cấp cho các cháu đầy đủ. Sau 4 đến 5 năm thì có thể có những em sẽ có những cái phát lộ những cái năng khiếu mà đặc biệt là tốt, thì sẽ có những cái tuyển trạch viên của Juventus họ sang đây, họ tuyển chọn và sẽ sang học và tập huấn 1-2 năm ở tại đại bản doanh Juventus. Các em nhỏ xuất sắc nhất được lựa chọn lần này tại Thanh Hóa sẽ dự vòng chung kết tuyển chọn toàn quốc vào tháng 8 tới và có cơ hội trở thành thành viên của học viện với dự kiến 30 em được tuyển chọn và ký hợp đồng đào tạo khóa 2. Được biết, Học viện bóng đá Juventus Việt Nam ra mắt vào tháng 12 năm 2018, có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là học viện đầu tiên của câu lạc bộ bóng đá Juventus Italia đầu tư tại khu vực Đông Nam Á, được xây dựng theo tiêu chuẩn của câu lạc bộ Juventus tương tự như tại Italia. Và chiều nay chúng ta tiếp tục. 1, 2, 3. Ok, cảm ơn các con. Chào con. Khả năng của mình ha, hãy thể hiện vui vẻ, thoải mái như đâu. Vui vẻ thôi. The direction of your coach, của các thầy. Và thì đấu đó. Remember your team. Thủ môn thôi con. Rồi. Rồi, bây giờ em quay lại đây.
thế.